Ê! Chờ lâu chưa? Chờ lâu chưa? Nói chung là cũng không lâu lắm, dọn ra 2 ly rồi. Bữa giờ ở ẩn á, không độn chắc không vậy ba? Chung là cũng không lên không xuống mà cũng phải cố gắng. Tại mình cũng không biết đối thủ đợt này của chúng ta có mạnh cỡ nào, đúng không? Mạnh thì mạnh, mạnh không đoàn kết thì cũng chết, đúng không? Đúng rồi đó. Tình tương mà tôi nhớ giờ này cũng sớm mà. Sao hai ông ra trường sớm đấy? Tại vì trường mới đổi lịch học á. Thế nên là ra trước. Đúng rồi. À với cả là tôi với cả Kenji ấy trốn học phụ đạo. À, không, trốn nghe kỳ quá, không đăng ký học phụ đạo, mấy đứa kia học phụ đạo ở trường. Mà này, tôi bảo nghe nói hôm trước là có người tỏ tình Việt Thi à? À, đúng rồi. Trời đất ơi, nhắc tới là em ngứa gan rồi đó. Anh cũng ngứa gan. Sao? Nó tỏ tình Việt Thi xong rồi nó chở con nào mà ôm nhau cứng ngắc luôn. À, không, nó đi với con đấy mà nó nắm tay cơ. Nó chuẩn bị nó hôn. Nói chung là tôi không hiểu sao mà Việt Thi lại khổ thế. Chó. Để tôi xử nó. Từ từ, Winner. Đi đâu hả? Tại anh á. Tại em á, tại em mồm nhanh hơn não á. Tại anh thêm mắm thêm muối á. Đi nhanh lên, cản lại. Mày là Khoa? Ừ, thì sao? Hôm nay tao sẽ đòi lại công bằng cho Việt Thi. Sao mà đánh tao? Còn hỏi nữa hả? Hả? Ê! Nhưng mà ấy! Anh có sao không? Em thử bị đấm một cái coi có sao không? Tự nhiên lại đánh anh. Rồi kêu là đòi lại công bằng cho Việt Thi là sao? Sao bạn bè của em kỳ quá vậy? Mày im đi! Ông ấy là người nên im á! Thằng nó đối xử với bà như vậy mà bà còn nói vậy hả? Khoa đối xử với tôi như thế nào thì không liên quan tới ông. Giả lại, anh cũng chả làm gì có lỗi với tôi cả. Nó bắt cả hai tay ấy. Bà còn nói như vậy được hả? Ê, cái gì? Ai bắt cả hai tay? Kenji nói với tao hết rồi. Mày đã quen Việt Thi mà mày còn quen với con nhỏ khác nữa. Hai đứa dính nhau như Sam vậy á. Ông hiểu lầm rồi. Tôi với lại Khoa chỉ là bạn của nhau thôi, chứ không có quen nhau. Nghe chưa? Không có quen nhau. Đúng là ngày xui mà. Là sao? Hơn cho ông á, là Kenji với lại Mon nói với tôi, chứ không ông đánh người ta tới chừng nào nữa. Tôi xin lỗi, tại tôi nóng tính quá. Sau này có chuyện gì á thì cũng phải tìm hiểu kỹ, nghe chưa? Đừng có mà tự nhiên chạy lại đánh người ta như vậy. Nhất là các ông Kenji nhiều chuyện đó nữa. Thì cũng tại bà á. Tại tôi gì? Hôm trước bà nói với tôi là bà với ông Khoa quen nhau, sao hôm nay hai người lại nói không phải? Chuyện đó tính sau đi, tôi về phụ mẹ đây.